Xin chào tất cả các bác. Em giới thiệu cả nhà con máy rửa bát Panasonic TH3, một con máy bên em vừa dọn dẹp vệ sinh xong, test chạy ngon lành nhé. Đây là cái dòng máy khá là cao cấp của hãng Panasonic, gần như là đời, nếu mà nói đến thời điểm hiện tại thì nó cũng xếp vào cái dạng máy là khá là cao đấy ạ. TH thì bây giờ ra đến hình như là đâu đó TH5, TH5 hình như chưa có hàng bãi về Việt Nam đâu ạ. Hàng bãi về Việt Nam thì chỉ có đến TH4 thôi. Thì đây là TH3. Thực ra bản chất của TH1, 2 với cả 3 thì nó cũng không khác nhau gì về bất kể một cái gì cả. Tính năng hay là mọi thứ thì đều giống nhau, chỉ khác về năm sản xuất một chút. Và có thay đổi một tí giao diện của cái màn hình hiển thị các cái số ở đây. Đây, các chức năng nó thay đổi bằng số hoặc là bằng chữ thôi, còn cơ bản thì giống nhau. Con này thì em sẽ báo giá luôn cho các bác. Bên em bán hàng thì báo giá luôn nhé. Trước khi báo giá và giới thiệu chi tiết con này thì các bác có nhu cầu mua hàng bên em thì các bác liên hệ cho em theo hai số điện thoại này nhé và hai kênh YouTube này. Các bác nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ bên em và cập nhật những clip mới nhất nhé. Một con TH3 được sản xuất năm 2019. 2019. Con này thì em báo giá luôn, em bán là 6,5 triệu. Bên em tất cả các sản phẩm bán đều công khai giá trên clip. Đấy. Cho nên là các bác chịu khó xem clip một chút. Có những con em báo giá ở đầu clip, có những lúc thì quên lại báo giá ở giữa, có lúc thì cuối. Nói chung là không cố định lúc nào cả. Đấy. Clip thì em quay cũng ngắn gọn thôi, không trình bày nhiều. Vì cái máy rửa bát Nhật này thì nó cũng khá là thông dụng rồi, nhiều bác bán thì họ mọi người họ cũng trình bày khá là chi tiết rồi. Đấy. Còn bây giờ chỉ là vấn đề là em giới thiệu về máy thôi, con máy nó có tình trạng như thế nào và giá bao nhiêu, bảo hành thế nào. Đấy. Thì con này em bán là đối với tất cả các cái dòng TH này nhé thì bên em đều bảo hành 1 năm, bảo hành tất cả các lỗi gì bảo hành lỗi đấy trong quá trình sử dụng 1 năm. Đấy. Còn trong quá trình sử dụng 1 tháng đầu tiên các bác lỗi thì bên em bảo hành, hoặc thích đổi máy khác thì bên em đổi. Đấy là như vậy, rất là đơn giản thôi, vì máy rửa bát này nó cũng khá là dễ dàng sửa chữa mà lành bền, ít khi hỏng. Con này thì nhiều bác theo dõi bên em rồi. Đấy. Là em bán rất là nhiều máy rửa bát, có những cái con rửa bát thì nhiều bác tại sao có những con TH3 này, có lúc các bác thấy em đăng là hàng lướt đấu giá thì em bán là 9,3 triệu mà con này thì 6,5 triệu, vì đây là hàng nhập theo hàng dạng là theo bãi lô các bác nhé, thì giá thành sẽ tốt hơn. Đấy. Tuy nhiên bù lại thì hình thức của nó sẽ không thể nào mà mượt mà tuyệt đối được như là thằng hàng đấu giá. Đấy, hàng đấu giá thì nó được bảo quản từng chiếc, thì riêng cái tiền mà vận chuyển về nó đã cao hơn rồi. Còn về chất lượng của hai hàng thì nó là nguyên xi như nhau, không khác gì cả. Đấy. Chất lượng bên trong, máy móc nguyên zin hết, mạch tất cả mọi thứ đều như nhau, chỉ khác nhau mỗi cái là một anh chàng là được bao bọc bảo quản kỹ về Việt Nam, thì các cái lưng tôn này các bác này, nó ít bị chảy xước hơn. Còn bọn này cũng rất là nhiều con hàng bãi đẹp, ví dụ như con này rất là đẹp các bác. Đối với hàng bãi con này lưng tôn là khá là đẹp luôn. Đấy. Nếu mà con hàng đấu giá 10 thì con này cũng phải được phần 7-8 so với cả cần về phần lưng tôn. Còn chất lượng thì tuyệt đối 100% như nhau các bác nhé. Đấy, lưng tôn con này cũng khá là đẹp luôn. Năm sản xuất 2019. Đấy. Series con này là đây, nó hơi bị mờ cái tem 0101 TH3 2019. Đấy, lưng tôn đang quay các bác. Đấy, nó chỉ khác nhau mỗi giữa hàng lướt đấu giá và cái hàng bãi, nó khác nhau một chút về cái hình thức bên ngoài tị thôi, chứ còn về chất lượng cái thứ bên trong thì như nhau. Nhưng bù lại đây các bác chỉ phải trả cho cái giá của nó là 6,5 triệu, trong khi đó con hàng đấu giá các bác phải trả cho nó là 9,3 triệu, là chênh nhau 2,8 triệu ạ. 2,8 triệu có nhé, không hề ít so với một con máy rửa bát. Đấy, nên mình bác nào kinh tế vừa phải phù hợp thì em theo em thôi nhé, là các bác cứ lấy con này. Còn bác nào mà yêu sự hoàn hảo thì cái đẹp, không nghĩ về kinh tế thì mình lấy các cái dòng hàng đấu giá lướt. Bên em phục vụ cả hai dòng để phục vụ đa dạng cho các bác, vì nhiều bác kinh tế mình vừa phải lại muốn sở hữu những cái dòng TH này thì mình có thể cân nhắc thêm hàng bãi. Hàng bãi thì với gọi là hàng đấu giá thì thực ra nó cũng là bỏ được một cái chất lượng thôi, khác nhau về cái bảo quản chút, và bên kia thì họ cũng lựa hơn một tí. Đấy, nhưng mà tuy nhiên hàng bãi mà được những con đẹp như này thì cũng chả khác gì đâu ạ.
Đây, Kunavi TH3 mặt mũi con này nguyên còn rất là đẹp các bác, Mika này sáng đẹp nhá. Các tính năng của máy rửa bát thì rất là nhiều bác giới thiệu rồi, em cũng không giới thiệu sâu nữa. Đây là tính năng hẹn giờ các bác này, thời gian sấy nhé, 30 phút kèm giữ khô này. Đấy, có nhiều chế độ rửa lắm, các bác thường thì các bác cứ để cho em chế độ tiêu chuẩn, chế độ nó cái số 2 này này, nó kèm với eco là cái, nói chung là cái chế độ cứ có cái eco navi này là nó điều tiết thông minh trong các chu trình rửa của nó. Đấy, nó lập trình sẵn nhà sản xuất rồi, mình cũng không đi sâu làm gì. Còn máy rất là nhiều tính năng rửa nhé, nhanh chậm mạnh nhẹ các kiểu. Đấy, còn đây bây giờ mở cho các bác xem nội thất bên trong. Nội thất bên trong này rất là đẹp này. Nếu đợi TH3 nó thêm một cái giá phụ này, một cái ngạnh này các bác cài đây là một cái bát con. Đấy, hai hàng này 10 cái, cho này xếp 6 cốc theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất đây các bác nhé. Đấy, họ xếp hướng dẫn, sách hướng dẫn này. Đấy, con này có cả sách hướng dẫn luôn nhé. Đây, khu vực này như hình sản xuất các bác xếp đĩa này. Chỗ này thì mình người Nhật họ ăn cái bát ăn đĩa nhiều thì họ xếp thêm đĩa nữa, đây thì mình ăn thành bát lô tô, mình xếp đây. Đấy, con này thì vẫn để nguyên bộ ống của nó đấy ạ. Mình xếp bát lô tô từ đây. Nói chung là máy rửa bát Nhật thì nó cũng xem như nhau mà. Đây họ có thể xếp chảo, thế này bác này, phải xếp thớt này, linh tinh xong nồi chảo. Đấy, họ có hướng dẫn ở đây rất là chi tiết. Nồi niêu xong chảo, chung người Nhật cẩn thận, máy móc họ làm rất cẩn thận, sạch sẽ, thiết kế bền bỉ, rửa tiết kiệm. Mỗi lần bọn này rửa theo chế độ tiêu chuẩn thì hết 11 lít nước và nửa số điện các bác nhé. Đấy, các bác có nhu cầu mua máy rửa bát thì ủng hộ bên em ạ, rất là nhiều máy bạc ngàn, kinh nghiệm thì rất là nhiều năm làm máy rửa bát rồi, không có cái gì là không biết về máy rửa bát cả. Đây sẽ lên xong giới thiệu các bác tiếp với các mặt hàng khác nhé. Con này mã số 5 ạ, giá 6,5 triệu, phí vận chuyển đi toàn quốc là 150.000, bác nào chuyển khoản hết thì em bao ship toàn quốc luôn, còn bên em giá chưa bao gồm biến áp nhé. Biến áp thì các bác mua là 500 loại tốt, bên em tất cả các hàng đều đóng thùng xốp, đi cẩn thận, bao cho các bác chuẩn đến nhà không vỡ biết gì, vỡ em chịu. Đây là một cái máy bán cho bác Cường ở Hoài Đức, Hà Nội này. Máy đều đóng thùng xốp cẩn thận nhé. Nên là các bác yên tâm về vận chuyển, máy bạc ngàn luôn, rất là nhiều, đủ các loại từ các cái dòng rẻ tiền TR cho đến các cái dòng TH, TZ đủ cả, hàng lướt, hàng đấu giá, hàng bãi, phục vụ đa dạng các bác. Cảm ơn các bác nhé.